Chào mừng bạn đến với kênh 1% mỗi ngày, nơi bạn học cách thay đổi cuộc sống từng bước nhỏ. Nhạt quá, cho xin ít muối. Bạn có bị bao giờ nghe thấy những câu bình luận như vậy khi nói chuyện với bạn bè và những người xung quanh chưa? Là người nhạt nhẽo không phải là tội, thế nhưng nó sẽ khiến tự ti trong giao tiếp, có ít bạn bè, cuộc sống nhàm chán. Nếu muốn thay đổi và trở thành một con người thú vị hơn trong mắt bạn bè, gây được ấn tượng với mọi người, hãy cùng xem video dưới đây để bạn không còn phải nghe những lời nói như vậy nữa những người thú vị không phải là người đã trải qua những chuyện thú vị đã đi khắp thế giới hay gặp gỡ các vị quan chức quan trọng hoặc có mặt tại các sự kiện chính trị lớn cũng không phải là người nói chuyện bằng ngôn ngữ học thuật nặng về văn hóa lịch sử hay khoa học họ là những người đã phát triển khả năng lắng nghe và hiểu bản thân như một phóng viên trung thực và đáng tin cậy về các rung động của tâm trí và trái tim mình người có thể kể lại cho chúng ta các câu chuyện cảm động, kịch tính và kỳ diệu trong đời sống thường nhật. Một, Học hỏi nhiều kỹ năng mới Giúp đỡ mọi người xung quanh chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng để làm được điều đó, tất nhiên bạn cần phải có kiến thức nhất định, có thể là công nghệ hay cuộc sống. Khi đã có những kỹ năng nhất định về mọi lĩnh vực, bạn sẽ trở thành một tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. 2 hãy luôn tò mò mọi vấn đề những người nhạt nhẽo thường không thích thú khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống bởi họ cho rằng những điều đó cũng chẳng có gì là thú vị chính vì thế họ cứ mãi là một con người nhạt nhẽo sẽ chẳng có những thay đổi gì cho cuộc sống một tác giả từng nói hãy có suy nghĩ mở luôn tò mò hãy cho phép một thế giới phức tạp với tầng tầng lớp lớp trong bản thân mình học tập nhiều nữa lên để mở rộng hơn tầm nhìn của chính bạn. 3. Học cách kể một câu chuyện thật tốt. Có những người có học thức rất tốt, là người từng trải, vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Thế nhưng họ lại vẫn là người kém hấp dẫn, nhàm chán. Lý do vì sao ư? Chỉ vì họ không biết cách kết nối, không biết dẫn dắt câu chuyện của mình đến mọi người. Muốn được mọi người chú ý thì bên cạnh việc có một câu chuyện hay, nội dung thú vị thì cách diễn đạt, giọng đọc cũng là những yếu tố thu hút mọi người xung quanh. Để trở thành người có khả năng kể chuyện tốt có hai cách. Cách đầu tiên là lắng nghe thật nhiều, nghe xem những người biết kể chuyện nói những gì, họ diễn đạt trải nghiệm của mình ra sao. Cách thứ hai là đọc thật nhiều. Tất nhiên nó cũng với mục đích học tập cách thức thể hiện. 4. Có một số câu chuyện hay và sẵn sàng để chia sẻ nó. Ok giờ thì bạn đã biết cách kể chuyện, thế nhưng bạn không thể gặp 10 người chỉ với một câu chuyện duy nhất. Hãy chuẩn bị cho mình một số câu chuyện để giao lưu, đối đáp với người khác. Hãy học tập những diễn viên kịch hay người dẫn chương trình truyền hình. Họ không lên sóng, lên sân khấu và nói bừa bãi những gì mình nghĩ ra trong đầu. Mọi thứ đều có kịch bản và họ đều học thuộc kịch bản của mình trước khi đối đáp, phát biểu trước người khác. Hãy có sẵn ba loại chuyện: giải trí, có tính thông tin và những câu chuyện buồn để luôn sẵn sàng tiếp đón bất kỳ người nào bạn gặp. 5. Học cách lắng nghe và thể hiện cảm xúc. Bạn sẽ làm gì khi mọi người cùng bình luận về một tấm hình vui nhộn nào đó, được cộng đồng mạng truyền tay nhau đã lâu nhưng bạn chẳng biết tí gì về nó. Mọi người lại cười ồ lên chỉ còn bạn nghệt mặt ra nhìn và xôn xao hỏi xem chuyện gì đã xảy ra không phải cứ quá phụ thuộc vào mạng xã hội nhưng thỉnh thoảng cũng nên cập nhật thông tin xem mọi người đang bàn tán chuyện gì, những loại từ ngữ mới mà mọi người đang dùng để hiểu được câu chuyện của người khác và cũng góp phần tạo nên vốn sống phong phú, tạo ra câu chuyện của chính bạn và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân. 6. Hãy nói lên suy nghĩ của mình. Những người thú vị sẽ có những chính kiến riêng của bản thân, nên họ cũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình trước một vấn đề gì đó. Nếu bạn cứ im lặng trước những gì người khác nói, thì họ sẽ nhanh chóng chán ngán bạn mà thôi. Khi tranh luận hoặc đưa ra ý kiến của bản thân, hãy nói một cách nhẹ nhàng, lịch sự để người nghe dễ hiểu và cảm thấy được tôn trọng, từ đó tạo nên sự gắn kết, giúp bạn trở thành người thú vị hơn. 7. Đọc, đọc nữa, đọc mãi. Nếu có tiền và thời gian thì một chuyến du lịch để khám thế giới và học hỏi những điều mới lạ sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng, nếu không có thời gian cũng như tiền bạc thì bạn cũng có thể trải nghiệm trực tiếp ngay trên sách vở. Không chỉ trên sách vở mà những bài viết trên báo chí, blog, cũng là nơi chứa những kiến thức quý báu rất đáng để đọc và suy ngẫm. Những thông tin mới mẻ, đa chiều sẽ giúp cho kiến thức bạn trở nên dồi dào hơn. 8 cách sử dụng từ ngữ để nói chuyện hài hước. Bạn có để ý thấy rất nhiều câu chuyện nhàm chán trở nên hấp dẫn chỉ vì từ ngữ đã được thay đổi bằng những từ độc đáo, thú vị, ngộ nghĩnh hơn. Hay đơn giản, nhiều người học cách nói chuyện hài hước bằng việc sử dụng các từ ngữ có tính tạo hình, gợi cảm xúc, từ lấy, để câu chuyện trở nên sinh động hơn. Để sử dụng từ ngữ tạo tính hài hước cho câu chuyện, bạn nên đọc nhiều sách, tiểu phẩm. Chuyện ngắn để trao dồi vốn từ của mình. Đọc các hài kịch để xem cách biến tấu và sử dụng ngôn ngữ của họ. 9. Hãy tận dụng những thứ kỳ quặc của bản thân. Trở nên thú vị cũng có liên quan tới những yếu tố độc đáo, kỳ lạ mà chỉ một mình bạn có. Ví dụ như một người có điệu cười rất khả ố, giọng nói khó nghe lại được đánh giá là người thú vị. Lý do vì sao ư? Vì họ mang tới sự khác biệt. Nó là thứ khiến người nghe chú ý. Giả sử có cả chục người cùng có câu chuyện giống nhau, người kể thu hút nhất sẽ là người có giọng đọc kỳ quặc nhất. Hãy ngẫm mà xem. Sự kỳ quặc này còn tới từ suy nghĩ. Có nhiều người luôn liên tưởng các sự việc, hành động tới những thứ. Kỳ lạ. Ai cũng có những sự kỳ quặc riêng. Hãy tận dụng nó nếu muốn là người thú vị. 10. Đừng để bị tụt hậu. Mặc dù không nên quá phụ thuộc vào mạng xã hội nhưng bạn có thể thỉnh thoảng lướt qua để cập nhật những thông tin hot nhất được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay, những từ ngữ mới mà mọi người đang sử dụng để không bị lạc lõng, trở thành người tối cổ khi trò chuyện với mọi người. Điều này còn giúp bạn có thêm những thông tin hay ho giúp cho câu chuyện của bạn trở nên thú vị hơn, hấp dẫn và hợp thời hơn. 11. Hãy nói lên suy nghĩ của mình. Khi mọi người thảo luận một vấn đề gì đó, bạn đừng ngần ngại đưa ra chính kiến, quan điểm riêng của bản thân. Hãy nói một cách nhẹ nhàng, lịch sự để người nghe dễ hiểu và cả sự tôn trọng trong đó. Điều này sẽ giúp tạo nên sự gắn kết với mọi người xung quanh và bộc lộ những điều thú vị của bạn. Nếu bạn cứ im lặng trong khi tất cả mọi người đều trao đổi, nói chuyện với nhau thì họ sẽ nhanh chóng chán và cảm thấy không cần bạn mà thôi. 12. Kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó nhàm chán. Cuộc trò chuyện đang diễn ra rất thú vị và sôi nổi, bạn rất muốn tiếp tục nhưng lại có những dự đoán về cuộc trò chuyện sắp đi vào hồi kết, nhàm chán. Khi đó, bạn hãy chủ động kết thúc cuộc trò chuyện trước khi nó đi đến hồi kết sẽ giúp duy trì mối quan hệ của hai bên và tạo ấn tượng tốt cho buổi gặp mặt. 13. Duy trì nguồn năng lượng tích cực. Thông thường, chúng ta sẽ bị thu hút và cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh những người bạn vui vẻ, thân thiện, cởi mở sự nhiệt tình cởi mở sẽ xóa tan mọi rào cản giúp mọi người xích lại gần nhau vì vậy nếu bạn có thể khơi lên và duy trì trong mình nguồn năng lượng tích cực thì có thể truyền cảm hứng tới những người khác thu hút sự quan tâm của mọi người vậy mỗi buổi sáng khi thức dậy bạn có thể nghe những bản nhạc yêu thích đứng trước gương và cười thật tươi để tự tạo động lực cho chính mình để bắt đầu ngày mới và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong bạn tới tất cả mọi người Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Hãy nhớ rằng, trở thành người thú vị không phải là thay đổi bản thân, mà là khám phá những điều tuyệt vời đã tồn tại sẵn bên trong bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng chinh phục cuộc sống với một chút muối, một chút sắc màu, thì đừng quên nhấn đăng ký và cùng chúng tôi tiếp tục hành trình này nhé. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa khác từ kênh 1% mỗi ngày.